Xin chào quý vị và các bạn khán giả đã đến với chương trình Cà phê trưa và mình là Khánh Uyên. Các bạn đang theo dõi chương trình vào lúc 11:45 trên YouTube Việt Nam Top News hoặc là Fnet Love. Các bạn cũng có thể xem lại chương trình vào lúc 12 giờ trên kênh YouTube Net Love. Và tôi là Khánh Uyên đây, nhưng mà hình như hôm nay thiếu vắng một người nào đó rồi, nên là Khánh Uyên hôm nay sẽ solo một mình với quý vị khán giả nha. Cốc, và cốc, cốc. Ai gọi đó? Tôi là Thỏ. Cho xem tay. Hello, hello mọi người. Ôi, hello Thành ơi. Hello mọi người, mình mới đi du lịch về. Wow. Hôm nay là một ngày thứ hai, chàng này năng lượng và chàng này sức sống luôn mọi người. Du lịch trên sân thượng hả? Không có, anh du lịch trong phòng. Trời ơi, hèn chi, em đi kiếm anh hoài mà không có. Anh để hôm nay em dẫn chương trình một mình ư. Dạ, kính thưa quý vị, các bạn, hôm nay tôi đã gặp một tình huống rất là trớ trêu. Đó là phòng tôi có một cái chiếc chìa khóa duy nhất. Và những người bạn của tôi lúc đi ra ngoài thì không biết là tôi vẫn đang ngủ, họ đã khóa cửa lại và anh được ở trong phòng. Trời đất ơi, sao mà stress dữ vậy nè. Nhưng mà nhờ vậy tôi đã được đi du lịch một chuyến rất là thú vị, khi ngắm bầu trời mưa qua cửa sổ và cảm giác giống như là đi xe lửa đó mọi người. Và khi mà nghe tiếng cạch mở cửa, tôi có thể phóng lao ra và đến ngay với Khánh Uyên. Ok, em đã dẫn xong cái phần tin đầu luôn okay. Rồi đó. Bây giờ mình bắt đầu mình vô tin đi ha. Thông tin đầu tiên đó chính là vừa báo đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế thì Thùy Tiên đã bị tố quỵt nợ 1,5 tỷ đồng. Cuộc sống của Đức Tiến gần 10 năm ở Mỹ, tậu nhà 16 tỷ thụ tinh nhân tạo gian nan mới có được con đầu lòng. Bất ngờ, SNSD đánh núp tung teaser MV sau 4 năm, đội hình 5 thành viên bùng nổ không khí mùa hè khởi đảo K-pop. Thu Minh, Đoan Trang và MC Hoàng Anh tụ họp tại Singapore ấm lòng bữa tiệc bếp núc của dàn mỹ nhân xa quê vì đại dịch. Vũ Khách Tiệp diện nữ y khoe 6 múi cực nét. Netizen lục lại ảnh cũ cà khịa chỉnh ảnh quá đà. Blackpink đại náo sự kiện PUBG, từ sang chảnh hóa bánh bèo xinh xỉu, nhưng fan nhận ra ngay khuyết điểm khi zoom xa. Xong sao thông tin Jack vẫn cùng dàn Running Man Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc để ghi hình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến những nội dung chi tiết bên trong thông qua chuyên mục Tin nhanh showbiz. Vâng, và thông tin đầu tiên sẽ là thông tin về một người đẹp dự tính đi thi Hoa hậu. Và đó chính là thông tin về Thùy Tiên. Vừa báo đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Thùy Tiên đã bị tố quỵt nợ 1,5 tỷ đồng. Wow. Wow, 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 tới công chuyện rồi. Tối ngày 12 tháng 6, vào đúng dịp sinh nhật, Nguyễn Thúc Thùy Tiên được công bố là đại diện Việt Nam tham gia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày đảm đương sứ mệnh mới, Thùy Tiên đã vướng vào biến căng đét trên mạng xã hội. Chuyện là Đặng Thùy Trang, chị gái Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo, bất ngờ đào lại vụ Thùy Tiên nợ cô số tiền 1,5 tỷ đồng để chuẩn bị trang phục, son phấn đầu tư cho cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ. Tuy nhiên sau khi đăng quang danh hiệu Á khôi thì trốn tránh và có ý không trả nợ nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Thùy Tiên khẳng định không nhận bất kỳ khoản nào 1,5 tỷ đồng. Cô và luật sư nộp đơn kiện ra tòa. Sáng ngày 13 tháng 8, Đặng Thùy Trang công bố luôn giấy phán quyết của tòa án khẳng định vụ việc Thùy Tiên kiện cô lừa đảo, đe dọa năm xưa là không có căn cứ. Hồ sơ này đã được ban hành vào tháng 11 năm 2019. Tất cả nợ là có thật và những gì nó kiện là sai hoàn toàn. Nó thừa nhận nợ nhưng không muốn trả lại, trốn tránh lý do để giấu. Thùy Trang tiết lộ cứ cách 6 tháng sẽ nhắc nhở lại khoản nợ này một lần, nhưng Thùy Tiên không hề có động thái trả lại. Khi biết Thùy Tiên sẽ đại diện Việt Nam đi thi quốc tế, Đặng Thùy Trang còn tố cáo, mỉa mai rằng đại diện một quốc gia đi thi mà xử sự kém sang quá. Ở Việt Nam bạn dùng tiền mua fan, vote, nhưng ra thế giới bạn mua được bao nhiêu vote? Trước lời tố cáo, đại diện của Thùy Tiên cho biết sẽ có phản hồi về sự việc này vào thời điểm khác chứ không phải ngay bây giờ. Hiện tại vụ drama với bà Đặng Thùy Trang phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của Thùy Tiên trước khi mang chu đi đánh xứ người. Biến căng ạ. Thấy cái biến này nó không có hòa bình một chút nào luôn á nha. Anh mới đi du lịch rồi mà nghe căng quá. Khánh Nguyên cho anh mượn 1,5 tỷ đi, anh đi tiếp. Wow. Và bây giờ tôi sẽ qua Mỹ và gặp một nam diễn viên. Wow. Nam người mẫu rất là đẹp trai, rất là mờ lem, được gọi là nam thần của Việt Nam ngày xưa. Đó chính là Đức Tiến. Oh. Bang. Đức Tiến là cái tên được nhiều người biết đến với vai trò là một diễn viên, người mẫu phủ sóng cho nhiều sàn cách vớ lớn nhỏ. Vào năm 2013, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thì anh bất ngờ kết hôn cùng hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương và cùng vợ sang Mỹ định cư và hạn chế dần bị xuất hiện trong giới showbiz. Sau hơn 8 năm vắng bóng, không ít khán giả thắc mắc tò mò về cuộc sống của Đức Tiến tại Mỹ hiện ra sao. Thì mới đây chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, cốc cốc cốc. Nghệ sĩ Thúy Nga đến thăm nhà vợ chồng Đức Tiến tại Mỹ, không ít người trầm trồ choáng ngợp trước cơ ngơi của nam diễn viên tại trời Tây. Theo chia sẻ, từ khi sang Mỹ, nam diễn viên đã mua một căn nhà vào năm 2019 với giá 700.000 đô la, tương đương là 16 tỷ đồng tại Cali. Ngôi nhà có không gian rộng rãi, thoáng mát với nhiều cây xanh trong vườn. Trong chương trình, Thúy Nga còn hiếm hoi tiết lộ nhan sắc bà xã Đức Tiến cho khán giả. Sau nhiều năm nhưng hoa hậu Bình Phương vẫn trẻ đẹp rạng rỡ, vợ chồng Đức Tiến lại gặp hiếm muộn chuyện con cái. Qua nhiều phương pháp thử không thành công,
Cuối cùng cả hai quyết định về Việt Nam thụ tinh nhân tạo, đến lần thứ hai mới đón tin vui. Có thể thấy giờ đây cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Đức Tiến rất hạnh phúc. Hồi xưa anh đẹp trai lắm đó em. Đúng rồi, em biết mà. Anh Đức Tiến đã từng làm việc với ba em ở trong hãng thời trang Milano, ở khách sạn ngoài Sheraton ngoài Đồng Khởi á. Em đâu cũng đã từng gặp chú một lần rồi. Em cũng đã được bắt tay với chú rồi. Vậy luôn. Tại sao gọi là chú ta? Tại tại em nhỏ hơn chú. À đúng rồi. Bây giờ mình đi đâu nữa nè? Mình bay sang Hàn Quốc. Nữa hả? Mình đi hơi em nhiều rồi đó. Đẹp như ca sĩ Hàn Quốc. Quốc tóc đẹp trai, tóc tai đẹp đẹp. Tóc vuốt keo các thứ. Ok, với thông tin ở Hàn Quốc thì bất ngờ SCSD đã đánh úp tung teaser MV sau 4 năm vắng bóng. Đội hình 5 thành viên bùng nổ không khí vào mùa hè khuấy đảo cả K-pop luôn. Vào chiều ngày 13 tháng 8, trên trang Facebook chính thức của SCSD đã bất ngờ đánh úp tung teaser MV mới mang tên Queendom. Fan không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi chẳng phải nói rằng nhóm nhạc kỳ cựu nhà SM lại comeback đột ngột sau 4 năm vắng bóng. Thế là fan ai nấy đều tràn vào xem thử xem teaser này thực chất là gì. Thì ra SM lại một lần nữa chưa chiêu khi tung teaser MV của Red Velvet trên trang web SD. Trước đó, quỹ công ty này từng gây hoang mang khi đăng tải teaser của Hyoyeon SNSD lên trang của Red Velvet. Sau hai lần đăng thì có thể khẳng định đây là chiêu trò cố tình của nhà SM để thu hút sự chú ý của công chúng rồi. Thế là fan SNSD cũng vỡ mộng, lại tiếp tục chờ ngày SNSD thực sự comeback đến mòn mỏi. Về teaser Queendom của Red Velvet, MV được thực hiện bởi nhiều cảnh quay đa dạng ở trong nhà lẫn ngoài trời, mới mẻ nhưng vẫn mang đậm màu sắc mùa hè sở trường của Red Velvet. Và Red Velvet sẽ chính thức comeback vào ngày hôm nay. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, rất là vui cho Red Velvet thì tiếp tục lại ra MV rồi. Nhưng mà việc mà cố tình dùng chiêu trò này của SM thì thật sự là không vui một chút nào. Thực ra thì đối với fan SD á, họ rất là mong chờ thần tượng comeback. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà SM tung chiêu vậy thì gây một sự hụt hẫng. Đúng. Nhưng mà hy vọng vừa sau khi Red Velvet vừa lên MV thì SD sẽ quay trở lại. Đó sẽ là rất bất ngờ và lúc đó chắc chắn là chúng ta sẽ xỉu. Và cũng rất mong rằng các cô gái của Girls' Generation sẽ quay lại. Bởi vì thật sự em cũng rất mong chờ nhóm nhạc này quay lại đó. Anh cũng vậy thôi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương mục kế tiếp, đó chính là Hashtag của sao. Và bây giờ thì tôi sẽ đi qua Singapore để gặp lại những nhân vật này, cũng như là sẽ đem những câu chuyện của họ đến cho các bạn. Vậy những nhân vật này là ai, em có tò mò không? Chắc chắn rồi. Singapore có gì nhở? Bay lên trên mọi người thời gian là bay lên. Ai? Thu Minh. Chính xác. Người kế tiếp là Đoàn Tràng. Chị Sô-cô-la. Wow. Và người cuối cùng là MC Hoàng Oanh. Ba chị này đang làm gì ở đây? Ba người này làm gì ở đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nào. Tên. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhiều nghệ sĩ nơi xứ người không thể về quê hương thường xuyên. Trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh cũng thích thú chia sẻ hình ảnh nấu ăn cùng với Thu Minh, siêu mẫu bằng lăng, Đoan Trang tại Singapore, đính kèm dòng trạng thái bánh tét chuối đậu, nhớ quê nhà. Khi về Việt Nam là em đã biết nấu ăn kha khá cho bố mẹ và gia đình rồi. Cảm ơn các chị thật nhiều. Yêu thương, biết ơn và trân trọng mối duyên lành của chị em mình. Phụ nữ nên có nhau và yêu thương nhau thật nhiều các chị em ơi. Khoảnh khắc này đã khiến khán giả vô cùng thích thú, ấm lòng. Bởi lẽ để có thể gặp gỡ nhau ở nơi đất khách quê người thế này hẳn là một điều rất khó khăn. Đã vậy, đây lại là cơ hội bạn toàn ca sĩ MC nổi tiếng của Vizbit. Dưới phần bình luận, netizen cũng mong sao dịch bệnh mau chấm dứt để việc đi lại giữa các nước dễ dàng hơn. Em cảm thấy như thế nào về món bánh tét chuối? Thực ra thì em thích ăn bánh tét hoặc là bánh chưng mà không có nhân hơn. Rồi. Nhưng mà em nghĩ là cái bánh tét chuối cũng là cái món đặc sản của Việt Nam mình đó chứ. Có rất là nhiều người thích cái bánh đó. Anh hả? Em có biết ngày xưa bị danh của anh gọi là gì không? Bánh tét chuối. Đồ ác nhân. Cái lúc anh Thành mới ra viện á mọi người. Anh bận lại những bộ đồ cũ á thì anh bị gọi là đồ bánh tét. Đồ bánh tét. Tại mọi người cứ nghĩ cái áo cũ mà mình lên ký á, nó ngấn cục á. Y chang cái đầu bánh tét luôn. Bánh tét chuối nó y chang vậy. Bạn làm một hành động rất là ngọt ngào và ấm tình quê hương. Ở nơi đất khách xa người mà chúng ta có thể gặp được nhau là nhân duyên trời định đó chứ không phải giỡn đâu. Đó vậy mà các cô này còn tụ tập chung với nhau để nấu nướng rất là dễ thương luôn á. Wow. Ai giờ bữa nay chắc tụi mình cũng nấu nướng đi. Một cuộc họp gia đình. Ừ, tụi mình sẽ làm món 17 món. 17 món. Mì nước nè. Thôi em sợ ăn mì lắm. Em cách ly trong công ty em sợ ăn mì lắm. Đừng có mì. Ủa bây giờ ngoài mì ra mình còn cái gì đâu em.
Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin kế tiếp nha. Bây giờ mình đi hơi xa rồi đó, bây giờ mình về Việt với Việt Nam đi. Ừ. Đúng rồi đó, chúng ta về với Việt Nam và gặp cái nhân vật này thì anh nghĩ là em rất là thích hợp để gặp. Tại cái nhân vật này được đặt một cái biệt danh, một cái nickname rất là đặc biệt. Ừ. Đại sứ. Đại sứ. Cách ly. Em biết ai luôn á. Xin mời em đáng. Vũ Khắc Tiệp. Người duy nhất có thể xuất bản được cuốn sách How to Know What is Cách Ly Mean, hoặc là chuỗi ngày cách ly dài dằng dẳng, nhật ký cách ly. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết, xem rằng vị đại sứ này đã nói những gì điều gì. Xin mời. Ok. Vào tối ngày 13 tháng 8, trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp đã khiến dân tình rần rần khi đăng tải hình ảnh cực mờ lem được chụp đã lâu. Trong ảnh, bạn thân Ngọc Trinh chỉ diện mỗi chiếc boxer và khoe trọn đường nét 6 múi rắn chắc. Với bài đăng, dân tình vô cùng phấn khích, còn không quên trêu ghẹo Vũ Khắc Tiệp sắp trở thành ông hoàng nội y mới của showbiz. Tuy nhiên, trong lần khoe múi sầu riêng này, một vài netizen vẫn đặt nghi vấn Vũ Khắc Tiệp photoshop quá đà vì trông hơi giả trân. Bởi lẽ khoảng một năm về trước, ông bầu vẫn để lộ chiếc bụng tròn không còn được săn chắc cho lắm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực và cho rằng Vũ Khắc Tiệp đã chăm chỉ tập luyện để có được thân hình săn chắc như thế này. Những hình ảnh trong phòng tập thể dục chính là minh chứng cho điều đó. Thật ra thì em biết ông có cái việc mà chỉnh ảnh sáu múi rất là dễ. Dễ đến mức mà anh đó giờ anh chưa có mò ra nữa. Và nếu mà nó cách dễ hơn mà không phải dùng photoshop á là đi tập, thì anh nghĩ là một cái thiệp đã tập rất là gọi là cường độ rất là cao trong dịch này. Đúng. Nhưng mà nói điều cái thiệp anh vẫn thấy hơi mắc cười, hơi tại vì anh ấy là một người rất là nổi tiếng đúng không, và cái vụ cái thiệp rất là đỉnh luôn của mọi người, những cái bộ phục trang mà bộ thời trang mà anh làm ra đều được sự công nhận của toàn thế giới luôn. Tuy nhiên, nhưng mà bị điều mà khiến ảnh drama ấy khiến anh đáng yêu hơn so với mọi người bây giờ á là từ cái biệt danh đại sứ cách ly. Là mỗi lần anh đăng một tấm hình mà anh nhắc đến nơi nào là y như là nơi đó sẽ bị dính dịch. Ghê quá, sợ quá. Hồi lâu lắm rồi, hồi năm ngoái anh đăng đến Paris rồi nha. Paris dính dịch. Ừ, đúng rồi. Anh đi đến nơi này là kia dính dịch. Đăng lên Sapa rồi nha, Sapa dính dịch. Đà Lạt rồi Hà Nội. Hà Nội dính dịch. Và mới đây nhất cái lần cuối cùng anh cập nhật của ảnh á. Hôm mình xa, mình lên xe ô tô xa lời thủ đô, mình về thành phố. Rồi. Bang bang bang. Cả thủ đô Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh đều đóng cửa chống dịch. Sợ quá à. Giống như đây là câu chuyện tâm linh nha, không có đùa được đâu nha. Nhưng mà rất là dễ thương, cảm ơn anh. Cảm ơn đại sứ cách ly. Anh còn nơi nào mà sắp tới anh dự đoán không? Anh có thể cho em biết trước để em chuẩn bị tinh thần nha, cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục ống kính paparazzi. Anh có biết dạo gần đây hả? Game, anh có chơi game không? Sao? Em hỏi sai rồi. Em hỏi game gì? Liên minh huyền thoại. Xin lỗi em, đi anh chơi từ lúc nó bắt đầu ra năm 2012 đến gần bây giờ. Ghê, yeah, anh có chơi PUBG không? PUBG à, anh chơi bản mobile, anh không có tiền mua bản kia. Vậy thì anh có biết trong PUBG có cái gì mới không? Cái gì mà rất là hot rần rần hiện nay luôn nha. Cái gì cũng mới, tại lâu mà anh không có vô. Ông này. Tại vì ngày xưa mọi người, mình là một cựu game thủ. Game, mình có thể tuyên bố luôn bất kỳ game nào các bạn cũng có thể thấy cái nickname mình trong đó. Em nào cũng chơi tới Tết mà. Nhưng mà sau này thì đi làm, lớn lên đi làm từ 25 tuổi cho lên là không còn chơi nữa. Vậy thì thông tin cho anh để anh có thể lấy lại niềm đam mê với game của mình. Đó chính là game PUBG đã xuất hiện màu hắc hường. Blackwing. Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi theo chân tôi cũng như Khánh Nguyên đến thế giới game PUBG. Vào ngày 13 tháng 8, cả 4 thành viên Blackpink đã cùng nhau xuất hiện tại buổi livestream của game PUBG Mobile. Ngay lập tức, viral đỉnh cao của các thành viên đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Viral của cả 4 hợp lại quả là một bữa tiệc nhan sắc khiến người ta phải trầm trồ dù chỉ được chiêm ngưỡng qua sóng livestream. Chị cả Jisoo đúng là tâm điểm ở mọi sự kiện, loạt khoảnh khắc đẹp dịu dàng, khoe góc nghiêng đẹp đến mức câm nín và thần thái chuẩn hoa hậu của nữ idol lên top trending thế giới suốt tối ngày 13 tháng 8. Khác với vẻ đẹp chặt chém mọi khi thì Jennie và Rosé là F5 với phong cách dịu dàng đáng yêu nhưng thở ra khí chất sang chảnh như tiểu thư tài phiệt. Đặc biệt, em út Lisa gây thương nhớ với diện mạo như bạn gái nhà bên để lộ xương quai xanh gợi cảm. Tuy nhiên, rất hoàn mỹ là vậy nhưng girl group nhà YJ lại không ai để lộ khuyết điểm lồ lộ ngay khi màn hình zoom ra xa ở cẳng chân. Không thẳng tắp và trắng nõn hoàn mỹ như tạp chí hay quảng cáo. Đáng lo ngại nhất là Rosé và Lisa với cặp chân gầy như sắp gãy. Còn chân Jisoo và Jennie có da có thịt hơn nhưng không hề thẳng tắp nuột nà như trên tạp chí một chút nào. Trả lời thật, Blackpink có đẹp không? Đẹp. Em thấy Blackpink có dễ thương không? Dễ thương. Em thấy
Tác Minh có giỏi giang không? Giỏi, khí chất ngời ngời luôn anh ạ. Thì Khánh Nguyên là theo dõi thường xuyên nhất, còn tôi ít thời gian lắm, tại tôi không có dám ngắm gái, tôi sợ bị quýnh. Đã nói là hình ảnh quảng cáo là chỉ mang tới chứng minh họa đúng không? Đúng rồi. Bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, chứ không chỉ tính nó là con người. Thậm chí trong cái bánh mà ta ăn nhìn ở ngoài rất là bự, đầy nguyên cái bịch, xé ra trong hú hồn của Trần Nguyên. Thật sự mà nói thì đôi chân của họ tại sao nó như vậy, nó không quan trọng. Đúng. Tại vì họ thật sự họ đã luyện tập rất nhiều, đã khổ luyện đến một ngày mà khi mà họ có những thứ hoàn hảo như bây giờ, thì đôi chân của họ là minh chứng cho cái sự luyện tập đó. Chính xác. Còn nếu mà hỏi tôi thì đôi chân có Blackpink đẹp không á? Bình thường. Tất cả đều bình thường. Chỉ cái chân vợ rất là đẹp thôi. Trời đất ơi. Đương nhiên rồi. Chứ bây giờ tao khen chân gác đẹp, cái giết người ta giết tao đó. Không có gì đâu Khánh Nguyên ha. Thật ra thì cũng phải nói đi cũng phải nói lại, bởi vì đã trở thành một thần tượng và giống như là Lisa đi, cổ máy nhảy đi, thì khi mà cái việc tập luyện rất nhiều như vậy thì cái bắp chân hay là cái phần chân của các nghệ sĩ nó có một sự thay đổi, nó to hơn hay nó nhỏ hơn đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái vấn đề là dân mạng mà muốn nói cái gì cũng được nha. Mấy bạn thử tưởng tượng nếu một ngày mà Lisa tập nhảy á, thì sao mà cái váy dài vậy, Khánh Nguyên sẽ không thấy được cái bắp đùi. Ừ. Nhưng nếu một ngày mà Lisa bận cái váy ngắn mà các bạn thấy bắp đùi như Ronaldo thì các bạn lúc đó cũng hú hồn. Cũng có chuyện để nói đó. Cái đó là càng hú hồn á. Vâng. Và thông tin này là ai cũng biết, trong mấy ngày nay thì tụi mình đưa tin rất nhiều. Những ngày vừa qua, scandal chấn động liên quan đến việc nam ca sĩ Jack bị tố cáo bắt cá nhiều tay và có con với hot girl Thiên An đã khiến mọi người xôn xao. Dù Jack đã chính thức lên tiếng xin lỗi nhưng sự việc vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Dấu chấm hỏi được đặt ra là giữa bão drama thì Jack đang ở đâu và làm gì? Trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn tin nhắn được cho giữa Jack và một người quen. Trong đó, người này khẳng định Jack vẫn khỏe và đã tiêm vaccine, chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới. Và ngay lập tức, các netizen khẳng định chuyến công tác chính là Jack cùng dàn cast của Running Man Việt Nam mùa 2 sẽ sang Hàn Quốc vào ngày 20 tháng 8 tới để ghi hình. Bên cạnh các fan luôn ủng hộ thần tượng, một bộ phận netizen đã tràn vào fanpage chương trình dọa tẩy chay nếu không loại Jack ra khỏi đội hình chính thức. Dù Jack đã tuyên bố tu thân trong âm nhạc nhưng rất có thể anh vẫn sẽ tham gia ghi hình cùng Running Man Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch ban đầu được đề ra và cũng chỉ là thông tin xôn xao trong cộng đồng fan. Mọi thứ có thể thay đổi ở thời điểm nhạy cảm này. Em có phải là fan của Running Man không? Em là fan của Running Man Hàn Quốc. Yeah, con đã tập nhiều rồi? 300 mấy à? Tối về gửi lại cho anh link tập 1 luôn, anh bị mất cái link đó rồi. Với những bạn là fan của The Running Man Hàn Quốc thì có thể nhớ là nhân vật Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo. Dạ. Mợ và một bạn yêu thương khác. Dạ. Là những cái gọi là những cái nổi bật. Và thậm chí trong Running Man Việt Nam em có coi không? Em cũng có coi mấy tập. Em biết BB Trần không? Chắc chắn là biết. Đó. Biết 2 triệu không? Dạ biết luôn. Thì cái việc mà nhân vật Jack lúc trước khi mà được tham gia vào á thì mọi người rất là ủng hộ. Tuy nhiên do cái scandal này quá lớn và thật sự Jack vẫn chưa có động thái gì để mà chứng tỏ sự thành tâm, cho nên là khán giả vẫn không chấp nhận được chuyện này. Và cái chuyện mà bị dọa sẽ tẩy chay chương trình là chuyện đã từng xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Cho nên là nếu mà nó đề xuất một cái việc làm đáng nhất thì anh nghĩ là Jack nên thật sự ra một cái... Jack bây giờ phải gọi là phải ra một cái thật sự gọi là tâm thư của chính bản thân Jack. Viết theo đúng văn phòng của Jack, không nhờ bất kỳ ai hướng dẫn chị. Chắc phải tự ra đứng ra nói chuyện với mọi người và tự đón nhận mọi thứ với tư cách là một người cha, một người đàn ông. Còn nếu mà nói về chương trình thì em nghĩ là cái lịch trình khi mà ekip phải mời nghệ sĩ rồi các thứ là nó đã vào một cái barem hết rồi. Nó không thể nào thay đổi được nữa. Nếu như thay đổi thì ngay cả ekip hoặc là phía Jack có thể sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái việc là thứ nhất là tiền sản xuất nè, rồi thời gian nè. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, đương nhiên là những nghệ sĩ lớn như Jack và của cả một team Running Man nữa thì họ phải sắp xếp một cái công việc rất là hợp lý để tham gia Running Man và trong khi tham gia những chương trình khác. Thì nếu mà bây giờ có một sự thay đổi như vậy thì cái người nghệ sĩ được thay thế vào nó sẽ như thế nào? Và chúng ta còn phải sắp xếp lại theo cái lịch của họ nữa thì nó còn phức tạp hơn và nó tốn nhiều thời gian và tiền bạc hơn rất là nhiều. Nếu bây giờ vẫn cứ tiếp tục mà đương đầu với cái sự phẫn nộ của công chúng mà vẫn làm chương trình đó có thể sẽ tốn một xíu. Nếu thay người thì vẫn sẽ tốn nhưng mà không nhiều. Và hậu kỳ xong khán giả vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và lượt rating nó cao thì vẫn có thể thu lợi được quảng cáo. Nhưng nếu như người ta tẩy chay và không xem nữa thì lúc đó là vừa... gọi là tiền mất tật mang đó. Chúng ta đưa thông tin cái tư tưởng khách quan vậy thôi. Còn cái kết quả cuối cùng như thế nào là sẽ do những nhà sản xuất người ta giải quyết. Và thưa quý vị khán giả của chương trình Cà Phê Trưa, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình. Và quý vị có thể đón xem chương trình vào lúc 11h45 trên kênh YouTube Việt Nam Top News và app Netlove, cũng như là phát lại vào lúc 12h trên kênh YouTube Netlove.
Nếu các bạn cảm thấy thích thú thông tin nào trong ngày hôm nay, có thể để lại một like, share và comment, cũng như đừng quên subscribe ngay để tạo động lực cho tụi mình có thể những bản tin tốt hơn, những cái mới lạ hơn dành cho các bạn. Và rất là vui khi gặp lại các bạn trong ngày đầu tuần hôm nay. Chúc các bạn có thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng cũng như là nhiều sức khỏe, bảo trọng để vượt qua sớm đại dịch này. Khánh Nguyên cũng như Trung Thành xin gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Còn bây giờ thì mình sẽ về phòng đây và hy vọng không bị khóa cửa tiếp.